giá giống bên trang trại chúng tôi đang dao động từ 1,5 triệu đến 4 triệu trên một cặp, tùy theo từng lứa tuổi và tùy theo từng thời điểm. Là giống động vật hoang dã được chăn nuôi thuần hóa nhiều năm nay, tuy nhiên với nhiều bà con, dù vẫn là giống vật nuôi còn khá mới lạ. Chính vì vậy khi muốn chăn nuôi, chị Ngân có lời khuyên bà con phải đi đến trực tiếp các trang trại để tham quan, tìm hiểu mô hình, cách thức chăn nuôi dúi trước khi tiến hành lựa chọn con giống phù hợp với điều kiện của từng bà con. Hôm nay, chị Ngân sẽ bớt chút thời gian chia sẻ hướng dẫn bà con một số lưu ý khi bắt tay vào chăn nuôi dúi mốc đại Trung Quốc. Bà con đang quan tâm hay muốn đến tham quan, vui lòng liên hệ cho chị Ngân theo số điện thoại trên góc màn hình hoặc đến trực tiếp trang trại chị có địa chỉ tại Trảng Bom, Đồng Nai. Xin chào quý bà con, xin chào kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngân. Hiện tại tôi đang chăn nuôi giống động vật hoang dã. Như là bên trang trại chúng tôi thì đang chăn nuôi về cái mô hình con dúi mốc đại Trung Quốc. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý bà con về cái mô hình chăn nuôi con dúi mốc đại Trung Quốc bên trang trại chúng tôi. Chị Ngân cho biết với dòng dúi mốc đại Trung Quốc mà chị đang nuôi hiền lành không cắn nhau nên có thể nuôi được nhiều con trong một ô chuồng. Đây là một ưu điểm giúp bà con mới bước vào nghề có thể ghép đôi cho dúi dễ dàng, hiệu quả cao. Đồng thời, kiểu chuồng dành cho việc nuôi nhiều con cũng khác so với kiểu chuồng đơn chỉ nuôi 1 đến 2 con hoặc nuôi dúi mẹ sinh sản. Do đó, bà con muốn chăn nuôi dúi cần làm hai kiểu ô chuồng, cụ thể như hướng dẫn của chị Ngân ngay sau đây. Thứ nhất thì đối với phần chuồng trại, thì phần chuồng trại bà con có thể là tận dụng lại được những cái ô trống hoặc là những khung gian bà con để trống, hoặc là bà con có thể tận dụng lại được những cái nhà hoang hoặc nhà xưởng. Và đối với trại thì bà con phải có những cái mái che hoặc xung quanh bao quanh sẽ có những lưới hoặc là tường, không để mưa gió trực tiếp tạt vào con giống. Và đối với trong nhiệt độ trong chuồng thì nhiệt độ phải đảm bảo từ 35 độ C trở xuống và 15 độ trở lên. Thì đối với cái cách làm chuồng thì bà con có thể là ra các cái cửa hàng vật liệu xây dựng, bà con mua cái viên gạch phế hoặc loại thải ra thì bà con có thể là về ghép lại thành cái ô chuồng. Đối với như trang trại chúng tôi đây thì đang áp dụng với hai cái loại ô chuồng, như là ô chuồng 1m và ô chuồng 50. Như chuồng chúng tôi làm 1m, bên này thì chúng tôi có thể là ghép đôi tập trung, như là 4-5 con đực với là 6-7 con cái. Và khi ghép đôi bên này thì tầm 15 đến 20 ngày thì chúng tôi sẽ đi những con nào mà nó được đực rồi thì chúng tôi sẽ bỏ sang ô đơn như là ô 50 để cho nó nghỉ ngơi để chuẩn bị vào sinh sản. Về giá dúi giống hiện nay bên trại chị Ngân tùy vào lứa tuổi, còn giá bao tiêu thương phẩm đang dao động từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng trên 1 kg. Khi cung cấp dúi giống ra, chị Ngân đều ký kết hợp đồng bao tiêu đầu ra 5 năm liên tục. Chia sẻ về chi phí thức ăn chăn nuôi, chị Ngân cho biết nuôi loài này chi phí thức ăn không tốn là bao nhiêu. Mỗi ngày một con dúi chăn nuôi theo chế độ thương phẩm chỉ ăn hết khoảng 350 đồng trên một ngày. Con dúi chăn nuôi theo chế độ sinh sản thì chi phí chỉ rơi vào khoảng hơn 200 đồng trên ngày mà thôi. Thức ăn chủ yếu của chúng là ngô, mía, tre, khoai, nứa. Do chi phí siêu rẻ như vậy nên lợi nhuận thu được từ chăn nuôi dúi rất là cao mà ít có loài nào so bì được. Thì đối với con mốc đại Trung Quốc, giá giống bên trang trại chúng tôi đang dao động từ 1,5 triệu đến 4 triệu trên một cặp, tùy theo từng lứa tuổi và tùy theo từng thời điểm. Và nếu như bà con muốn chăn nuôi con dúi mốc đại Trung Quốc này thì bà con có thể là đến trực tiếp tại trang trại chúng tôi để học hỏi kinh nghiệm cũng như là xem và lựa chọn những con giống đạt chuẩn để cho bà con về chăn nuôi. Nếu mà trong cái thời gian bà con muốn đến để học hỏi cái kinh nghiệm thì bên trang trại của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cái chỗ ăn chuồng cho bà con để bà con nắm vững được những cái yếu tố kỹ thuật, để bà con khi đó thì bên trang trại chúng tôi mới bàn giao con giống cho bà con để bà con về chăn nuôi thành công.
Chia sẻ về chăn nuôi dúi thương phẩm và chăn nuôi dúi sinh sản, chị Ngân cho biết chúng sẽ có chế độ ăn khác nhau. Để có con giống sinh sản tốt thì không nên cho chúng ăn quá nhiều, con dúi thương phẩm thì có thể cho ăn bao nhiêu tùy thích để nó có thể nhanh đạt được trọng lượng cần thiết để xuất bán. Nhưng dúi giống mà cho ăn như thế thì sẽ bị béo và khả năng lên giống kém, cũng như khả năng sinh sản sẽ bị kém đi rất nhiều. Chính vì vậy mà bà con chăn nuôi cũng phải đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn dành cho dúi. Quý bà con nào muốn chăn nuôi loài vật nuôi hoang dã này, vui lòng liên hệ cho chị Ngân qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình và đến trực tiếp trang trại để được chị cũng như nhân viên kỹ thuật giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về cách chăn nuôi dúi một cách hiệu quả nhất. Còn đối với loài dúi mốc đài này thì cái nguồn thức ăn của nó chủ yếu là ngô, tre, mía, thân khoai mì và thân cỏ voi. Thì đối với thức ăn thì mình phải là đảm bảo được cái nguồn thức ăn là không bị mía thì mình có thể là cào sạch vỏ và không cho những cái khúc sâu mình có thể lừa bỏ đi. Và cái thức ăn của nó thì mình nếu như bà con không có mía cho ăn thì bà con có thể là cho ăn cái thân cỏ voi. Vì bản thân con dúi mốc đài này thì nó không uống nước nên là khi bà con không có mía thì bà con phải cho ăn thân cỏ voi cái gọi là cỏ nước để cho bù nước lại cho nó. Vâng, và đối với cái con dúi mốc đài Trung Quốc này, cái thời gian sinh ra và thời gian lớn lên thì tầm 10 đến 12 tháng thì nó sẽ đi vào cái lửa ghép đôi phổi rộng lửa đầu. Thì bà con cần lưu ý và quan sát kỹ cái thời gian này cho tôi. Vì cái thời gian này mà bà con không để ý thì nó sẽ quả lửa lửa thì. Vâng, và cái lúc mà bà con đã ghép đôi phổi rộng cho nó rồi, khi nó đã có bầu thì biểu hiện có bầu của nó rồi, hoặc là nó đã có bầu thì bà con có thể là bổ sung một cái lượng thức ăn như là cơm trộn với bột ngô, bột sắn hoặc là bột khoai cho nó ăn để bổ sung cái chất dinh dưỡng để trong cái thời gian nó mang bầu nuôi con sẽ có cái lượng sữa nhiều cho con nó bú thì nó sẽ phát triển khỏe mạnh. Và khi con dúi đông trong thời gian nuôi con thì bà con chăn nuôi cũng như là đặc biệt không cho người lạ vào, thì người lạ vào nó sẽ ảnh hưởng đến con giống của bà con. Và như bên trang trại chúng tôi, như ô chuồng 50 này chúng tôi cho vào sinh sản và nuôi con, thì bên ô chuồng chúng tôi sẽ đặt cái miếng vạn này để làm cái bóng tối cho nó, để nó có thể là nằm trong đấy yên tĩnh. Trên đây là một số chia sẻ của chị Ngân về một số lưu ý cần thiết khi nuôi dúi mốc đại làm kinh tế. Nếu bà con đang quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp cho chị Ngân theo số điện thoại trên góc màn hình. Chúc quý bà con chăn nuôi thành công. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia.